TV xin ái kính chào quý khán giả thân mến. Thưa quý vị, hôm nay thứ sáu ngày 20 tháng 10 năm 2015, Việt TV đang có mặt tại khu chợ Export. Thưa quý vị, thì nước Hoa Kỳ là một cái nước mà đa sắc tộc, rất là nhiều những sắc dân đến đây sinh sống và thành công trên đất Hoa Kỳ này. Không những người Việt Nam, người Trung Hoa mà đến ngay cả những người bản xứ cũng rất là thành công ở trên nước Hoa Kỳ. Và hiện tại bây giờ thì Việt TV muốn kể đến quý vị một vài phóng sự về chợ Export đang khai trương vào hôm nay, vào thứ sáu ngày 20 tháng 10, nằm trên đường Bel Air, khu Asian Market. Sao bác biết chợ Export mở cửa mà đến đây đi chợ? Bác hay đi tôi thấy Export trên đài quảng cáo rồi tuyên ngang đây, thấy trên đài thấy cô. Dạ. Bác vô đây bác hay mua những món hàng gì ở đây? Ồ, thì đó giờ mua gạo mua đồ nha. Cảm ơn bác. Có chị. Và đến với buổi khai trương của ngôi chợ Export ngày hôm nay, tôi như rất hân hạnh được tiếp chuyện với ông Lim là Store Manager. Ông sẽ cho chúng ta biết một vài chi tiết của ngôi chợ Export này. Hi Mr. Lim, how are you doing? Nice to meet you. H is high, it's meaning is
HMRT is everything high. And then I do my best to keep the quality, and then HMRT like to the introduce Korean culture, and then we got the good promotion, the price, and then cheap price, especially like Vietnamese people, it's jasmine rice, and then coconut milk, everything I prepare. Anytime coming to HMRT, enjoy the shopping. Come on. Come on. Come on. Em tên gì? Dạ, em tên là Jessica Mã. Em đã làm việc cho HMRT bao lâu rồi? Dạ, em đã làm việc cho HMRT từ khoảng năm 2009. Tại sao em chọn làm việc cho HMRT? Dạ, tại vì HMRT là một chợ Hàn Quốc nhưng mà có nhiều offer, nhiều variety of products for the customers. Và mọi người, những nhân viên làm việc ở HMRT cũng rất là thân thiện và friendly với những người trẻ của tụi em. Với lại là em còn đi học á, nên cái schedule cũng rất là flexible cho cái việc học của em. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn Vĩ Đại. Kính chào quý đồng hương đang theo dõi chương trình của VTV. Lẽ nhiên là mình rất vui mừng là chợ HMRT mở cửa khai trương ở đây, bởi vì họ đã có một cái chợ ở trên đường Playlock. Nhưng mà mình thích cái chợ HMRT này, gia đình mình cũng vẫn thường xuyên đi chợ HMRT, nhưng mà từ đây tới trên đó nó cũng hơi xa. May mắn thay mà HMRT mở cửa thì mình rất là vui mừng là mình có thể đi chợ mua sắm những gì mà tốt trong cho gia đình ở trong cái khu vực của mình. Và thưa quý vị, trên khúc đường Bel-Air và Bellway Age là khu International District, vì nơi đây có rất là nhiều sắc dân sinh sống. Và hôm nay thì HMRT khai trương là cũng là một cái dịp để cho chúng ta, những người trong thành phố Houston khi mà đang thất nghiệp thì cũng tạo được công ăn việc làm cho những người dân này. Việt TV rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày thật nhiều bình an và hạnh phúc. Tôi như Việt TV tường trình từ Houston, Texas.